đánh một mẻ được nhiều này đấy. Đấy bác cứ nhặt cho em 5 con vứt ở đấy. Đây đây. Bạn cứ bóng láng bạn. Sao? Anh tự hành đi. Rồi để to phết gì nhỉ? Đấy, con này hơi cân. Còn mấy con lấy cả nữa. Chết hết à? Sống. Sống à? Sống vừa làm về có chứ mà chết đâu. Đấy hết được. Đấy hết luôn. Nhiều. Hả? Chục con tất cả. Để loại này. Ê, anh chị lấy bao nhiêu tiền cân? Lấy 25 thì lấy rẻ đấy rồi. Thôi rồi, thế rồi lấy đất. Bán 30 đi, lấy ủng hộ là lấy đất. Ủng hộ thì mới lấy thế. Còn nó bán là 30, con tôi bán là 40. Nhiều, 10 con. 5 con nó nhiều. Nhiều. Ơ, thích 10 con thật. Thế để đấy, bắt nó còn lấy hồn đấy, cái con cái lại để mai nấu cái gì làm gì. Nấu rồi, tạm được mà nấu. Sao còn chết rồi, rơ mặn thường kia. Mai nấu còn chắc có kiếm được. Đừng chết này. Nhiều. Nhiều. Chỗ này khoảng 6 cân. Nhờ. Ôi, nhiều quá nhỉ. 6 con, 6 con đấy nào. 10 con. Là đá à? Hết rồi không? Hay là cân? Cho cái rổ lên. Sao quán lên cân 30 đi. Hết rồi. Cảnh nhá. Không cân được. Cân 30. Sao quán? Hay là để cân đi một. Thế thì ấy luôn, cân lên luôn. Bỏ một con ra, bỏ một con to ra là cân được. Thế thôi. Đúng không? Bỏ một con to ra là cân đủ. Đấy, bỏ con to ra là 5 cân. Cân không được, cân rất là cân. Chỗ này sẽ được 5 cân. Đấy. Trừ cái túi đi là còn 4 cân mấy thôi. Đúng rồi. Thế trời. Trừ cái túi 2 lạng này còn 4 cân mấy. Rồi. Còn to là sao nữa. 4 cân 7. Thế là 6 cân. Mới cân 2 nữa này. 6 cân, 6 cân. Cân 3 này. Rồi. Rồi. Nhiều thế à? Cái tưởng được 2 mới không ăn cân 6 cân. 6 cân đấy. Rồi em gửi tiền đây. Về làm chả anh. Vâng, làm chả mới được. Làm chả thì mua nhiều anh. Nấu bún. À, đúng rồi. Cho trẻ con nấu bún ăn. Làm chả được con. Không phải thả xuống dọa kia là tí vẫn sống. Vẫn sống à? Sống.